Kính chào quý vị. Quý vị đang theo dõi chương trình Nhịp cầu doanh nhân được phát sóng trên kênh HTV9 vào chiều thứ Sáu hàng tuần. Chương trình do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh cùng Công ty Truyền thông và Giải trí Điền Quân phối hợp thực hiện. Ngay sau đây là một số nội dung nổi bật trong chương trình hôm nay. Bộ Kế hoạch và Đầu tư khuyến khích doanh nghiệp đầu tư nông nghiệp công nghệ cao. Thành phố Hồ Chí Minh ký kết hợp đồng tài trợ tín dụng 1.450 tỷ đồng cho dự án kết nối đường Phạm Văn Đồng đến nút giao thông Gò Dưa quốc lộ 1. Phần cuối chương trình là chuyên mục sổ tay quản trị với chủ đề khi nhân viên tự sa thải đồng nghiệp. Trong đội nhóm của mình có một cái người một ngôi sao đó, thì dù người đó dễ thương mấy, rất là chan hòa, vẫn có người không thích. Tại vì là vô tình cái người đó đã đưa ra một cái chuẩn mực mà những người khác sẽ nhìn vô cái chuẩn mực để đo những người chung quanh. Thưa quý vị, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đang lấy ý kiến dự thảo nghị định về chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp nông thôn. Trong đó, Bộ đề xuất nhiều hỗ trợ cho doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao. Theo dự thảo, doanh nghiệp có dự án nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao được hỗ trợ khi đáp ứng các điều kiện sau đây. Dự án có doanh thu tối thiểu 500 triệu đồng một hecta một năm đối với trồng trọt và 1 tỷ đồng một hecta một năm đối với nuôi trồng thủy hải sản, quy mô từ 3 hecta trở lên. Doanh nghiệp có dự án nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao được hỗ trợ cơ sở hạ tầng gồm giao thông, điện, nước, xử lý môi trường trong hàng rào dự án, mức hỗ trợ 500 triệu đồng một hecta nhưng tối đa không quá 10 tỷ đồng một dự án. Doanh nghiệp đầu tư xây dựng các khu vùng nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao được hỗ trợ tối đa 200 triệu đồng một hecta để xây dựng cơ sở hạ tầng, giao thông, điện, nước và xử lý môi trường. Thưa quý vị, để giải bài toán chỗ đậu xe, góp phần giảm thiểu kẹt xe, ùn ứ tại các bến bãi, các chuyên gia đã đề xuất nhiều dự án xây dựng bãi đỗ xe trên kênh Nhiêu Lộc hay khu vực lân cận trung tâm. Bên cạnh vấn đề về vị trí, nhiều chuyên gia còn cho rằng thành phố cần có chính sách thu hút doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực này. Đây là kênh Nhiêu Lộc, đoạn giao giữa đường Trần Nhật Duật và Hoàng Sa, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh. Theo ý tưởng của ông Mai Trọng Tuấn, thành phố có thể lắp đặt ngay trên kênh dàn đỗ xe thông minh. Với mỗi dàn đỗ xe này, trung bình có thể chứa đến 400 chiếc xe ô tô. Tính chung bãi giữ xe trên kênh có thể chứa được 14.000 chiếc. Nhà nước không cần phải đền bù, giải tỏa, cũng không cần phải mở đường đến khu vực trung tâm. Đây là những yếu tố rất hấp dẫn nhà đầu tư. Nó là giải quyết tình thế có thể trong 5 năm, 10 năm. Trong lúc chúng ta đang tràn ngập xe và nhập xe về nữa. Chúng ta có thời gian để chúng ta hiện đại hóa cái thành phố. Sau 10 năm có thể dỡ đi. Theo các ý kiến khác, để dung hòa yếu tố môi trường và đảm bảo cảnh quan đô thị, những khu vực nội thành không cần xây những bãi giữ xe cao tầng mà nên tận dụng những bãi đất trống ở các khu vực lân cận, trong đó khả thi nhất là khu vực Thủ Thiêm. Làm sao để cho nó hoạt động được là từ những cái bãi xe đó khuyến khích người dân gửi xe ở đó và có những cái tuyến xe buýt miễn phí đưa vào trong nội thành. Nhiều nhà đầu tư đã đặt vấn đề là xây phải cho xây 5 hầm, 7 hầm hay là 6 hầm để có một hay hai hầm làm cái khu thương mại dịch vụ. Thì thành phố đều có những cái chủ trương ưu tiên đồng ý, có những cái sáng kiến là suy nghĩ rằng có những cái không gian mà chúng ta không phải giải tỏa chúng ta lấy, nhưng mà làm được hay không thì nó phải trên rất nhiều lĩnh vực, nhiều vấn đề là nó có ảnh hưởng đến cảnh quan, đến kể cả về vấn đề môi trường, vấn đề đô thị, vân vân. Tự chung các chuyên gia cho rằng để làm được những điều này, thành phố cần phải có chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư, chẳng hạn như giá giữ xe cao hơn hay kết hợp giữ xe với khai thác dịch vụ giúp rút ngắn thời gian hoàn vốn. Vừa qua tại thành phố Hồ Chí Minh, công ty cổ phần Văn Phú Bắc Ái cùng liên danh nhà đầu tư và ngân hàng Vietcombank, ngân hàng Indovinabank đã ký kết hợp đồng tín dụng tài trợ vốn cho dự án BT xây dựng đoạn tuyến kết nối từ đường Phạm Văn Đồng đến nút giao thông Gò Dưa quốc lộ 1. Dự án được Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh phê duyệt theo phương thức xã hội hóa nhằm kết nối trục giao thông chính, thúc đẩy sự hình thành và phát triển các dự án dọc theo đường vành đai 2, giảm cơ bản ách tắc và tai nạn giao thông hiện tại trên các tuyến đường xung quanh khu vực. Theo đó, giai đoạn 1 của dự án có chiều dài hơn 2,7 km với tuyến chính hai đường song song, bề rộng mỗi nhánh là 10,5 m cho 3 làn xe, mặt cắt ngang tổng thể tuyến 67 m. Trên tuyến xây dựng 3 cầu với tổng chiều dài hơn 240 m, hệ thống thoát nước, cây xanh, chiếu sáng, báo hiệu đồng bộ. Dự án được thực hiện trên địa bàn quận Thủ Đức với diện tích đất sử dụng khoảng 28 hecta, tổng mức đầu tư giai đoạn 1 là 2.760 tỷ đồng. Trong đó, hợp đồng cho vay vốn tài trợ tín dụng được ký kết với khoản vay lên tới 1.450 tỷ đồng. Cùng với việc xây dựng tuyến đường, liên danh nhà đầu tư sẽ tiếp tục với các ngân hàng tài trợ vốn đầu tư dự án đối ứng BT là các khu đô thị, dự án thương mại, nhà ở trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh, góp phần phát triển kinh tế đem lại thịnh vượng cho cộng đồng.
quý vị, vừa qua, nhà cung cấp giải pháp mạng quốc tế D-Link International Pre Ltd đã chính thức công bố đơn vị phân phối trực tiếp sản phẩm của hãng tại Việt Nam, góp phần giúp người tiêu dùng Việt Nam có cơ hội tiếp cận các sản phẩm công nghệ hàng đầu thế giới hiện nay. Theo đó, công ty phân phối công nghệ Quang Dũng, QDTech, đã trở thành nhà phân phối chính thức các giải pháp tổng thể dành cho doanh nghiệp tại Việt Nam của D-Link. Gia nhập thị trường Việt Nam lần này, D-Link không chỉ mang đến các dòng sản phẩm vốn đã quen thuộc với người tiêu dùng, mà còn nhấn mạnh dòng sản phẩm 10 Gigabit switch bên cạnh nhóm giải pháp chuyển mạch và access point không dây. Với thương hiệu D-Link, người tiêu dùng Việt Nam sẽ được tiếp cận các thiết bị mạng máy tính, hệ thống mạng không dây, hệ thống internet băng thông rộng, thiết bị điện tử kỹ thuật số, phân tích giọng nói và dữ liệu kỹ thuật số. Chúng tôi chọn QDTech vì chất lượng sản phẩm, dịch vụ hậu bãi tốt và đội ngũ nhân sự đáng tin cậy. Ngoài ra, QDTech còn có văn phòng ở nhiều nơi, dễ dàng phục vụ và tiếp cận khách hàng. Do đó, QDTech hoàn toàn phù hợp với việc mong đợi của chúng tôi. Được thành lập từ năm 2004, đến nay QDTech đã phấn đấu trở thành thương hiệu nhà phân phối lớn về hạ tầng công nghệ thông tin tổng thể, IT, giám sát an ninh, viễn thông và hạ tầng điện tại Việt Nam. Các giải pháp công nghệ do QDTech cung cấp đã góp phần đảm bảo đầu tư bền vững cho doanh nghiệp. Hiện tại, QDTech đã có hơn 50.000 khách hàng và đối tác, phân phối hơn 16 thương hiệu quốc tế và hơn 20.000 sản phẩm. Vào hè, không khí oi bức hơn nên nhu cầu về sản phẩm máy lạnh, máy quạt của người dân tăng cao. Theo đó, các doanh nghiệp cũng tung ra nhiều chương trình khuyến mãi, đáp ứng nhu cầu mua sắm của người tiêu dùng. Hiện nay tại thành phố Hồ Chí Minh, các trung tâm siêu thị điện máy đang áp dụng nhiều chương trình ưu đãi cho khách hàng khi mua sắm các sản phẩm điều hòa, tủ lạnh như giảm giá, tăng bảo hành, khuyến mãi không lắp đặt. Theo đó, sức mua các sản phẩm điện lạnh như máy lạnh, máy quạt các loại tăng đáng kể, thậm chí gấp đôi so với các tháng trước. Đặc biệt các sản phẩm máy lạnh tiết kiệm điện giá từ 7 triệu đến 9 triệu đồng đang được nhiều hộ gia đình chọn mua. Em được tư vấn là hàng được tiết kiệm điện, hàng chính hãng nữa, lại giá thành hợp lý nên mình chọn nó. Thị trường quạt cũng khá phong phú sản phẩm với các loại quạt hơi nước, quạt phun sương, quạt sạc điện, quạt dùng nước đá dao động từ 2 triệu rưỡi đến 3 triệu rưỡi. Đây cũng là nhóm sản phẩm đang được sinh viên, công nhân chọn mua nhiều nhất. Quý vị, chất lượng của nguồn nhân lực là yếu tố quyết định sự thành bại của mỗi doanh nghiệp, nhưng cũng không phải khi nào doanh nghiệp cũng có được một đội ngũ chất lượng và đồng đều. Và đôi khi đây lại là yếu tố gây nên mâu thuẫn trong doanh nghiệp khi có thể đặt nhà quản trị vào những tình huống như là khi có những người nhân viên xuất sắc, họ không đồng ý hoặc là muốn loại trừ những nhân viên có biểu hiện kém hơn mình. Vậy thì trong tình huống này nhà quản trị sẽ làm như thế nào? Chuyên mục sổ tay quản trị ngày hôm nay với chủ đề rất thú vị, khi nhân viên tự sa thải đồng nghiệp, qua cuộc trò chuyện với chị Lan Perkiu, chủ tịch của Lead Across Cultures. Xin kính chào các quý vị khán giả. Vâng, và trước khi bắt đầu cuộc trò chuyện thì mời chị Lan và quý vị khán giả hãy cùng theo dõi một đoạn tiểu phẩm ngay sau đây. Về việc đề xuất đưa Minh ra khỏi nhóm, em có thể cho anh biết vì sao em đề xuất như vậy không? Theo em thấy thì Minh cũng chưa có đáp ứng được cái định mức công việc mà công ty đưa ra. Trong nhóm của em thì em chỉ cần những người có đóng góp tích cực hoặc là những người có biểu hiện xuất sắc thôi anh. Anh có xem báo cáo tháng của Minh, Minh vẫn hoàn thành công việc mà. Thực ra là Minh vẫn đi làm đúng giờ, làm đúng công việc. Tuy nhiên là trong cái cách triển khai công việc thì Minh chưa có chủ động. Cái chất lượng công việc thì cũng ở mức tạm tạm là tạm chấp nhận được thôi. Vậy thì Minh có đang gặp khó khăn gì không? Anh nghĩ là Minh có thể thiếu kỹ năng hoặc là thiếu động lực làm việc. Và em đã hỗ trợ Minh hết mình chưa? Thực ra thì vấn đề này thì em cũng chưa có tìm hiểu kỹ, nhưng mà em đã rất là cố gắng trong việc mà hỗ trợ Minh. Thì cái công việc này thì cũng không có khác là với công việc cũ của Minh bao nhiêu anh ạ. Em là một nhân viên xuất sắc và anh muốn em hỗ trợ mỗi cá nhân phát triển thì nhóm lúc đó mới thực sự hiệu quả được. Bây giờ em về tìm hiểu kỹ nguyên nhân vì sao Minh làm việc chưa tốt, báo cáo lại cho anh sẽ có câu trả lời cho em.
đoạn tiểu phẩm vừa rồi thì có đề cập đến một tình huống, đó là khi mà những người nhân viên hạng A họ đã tự bài trừ và tự trao đổi với sếp của mình để sa thải những người nhân viên có biểu hiện trung bình hơn mình. Vậy thì theo chị, việc này sẽ đem đến tác động như thế nào? Điều đó rất là mang tính chất rất là tiêu cực cho doanh nghiệp và cho cái kết quả cuối cùng của doanh nghiệp. Cho nên là chắc chắn cái câu trả lời đầu tiên của tôi với các bạn là không thể để chuyện đó xảy ra. Và theo kinh nghiệm của chị thì khi mà một người nhân viên xuất sắc muốn loại bỏ những người kém hiệu quả hơn trong đội nhóm của mình thì ngoài việc là trình bày trực tiếp với người lãnh đạo như trong đoạn tiểu phẩm vừa rồi, việc mà sa thải này nó sẽ còn xuất hiện ở những hình thức hoặc là những phương pháp khác hay không ạ? Dĩ nhiên là rất là nhiều, như là người đó bị đối xử lạnh lùng, sẽ bị vô tình là không giao cái gì luôn, những người khác sẽ gom nhau làm hết, rồi tạo một cái mặc cảm tự ti cho người đó. Đó là những cái biểu hiện mà cảm thấy là nhiều nhất trong một công ty. Và có những người mà dữ dằn hơn là còn có thể là đến là nói là sỉ vả, hay là nói là tại sao lại như dở như vậy. Họ bị cô lập, họ bị mặc cảm, tự họ sẽ bị xuống tinh thần, họ sẽ không cố gắng và họ sẽ tự tách ra, và cái hiệu năng, cái hiệu quả thành tích công việc nó lại càng cực kỳ giảm mạnh. Vậy thì hãy đặt lại vấn đề, có phải là một đội ngũ nhân viên với chất lượng không đồng đều có phải khi nào cũng đem đến bất lợi cho doanh nghiệp hay không ạ? Nếu chúng ta biết quản trị và lãnh đạo tốt thì đó là một cái môi trường để kích thích, để mà phát triển và học hỏi lẫn nhau. Bạn giỏi hơn tôi chưa chắc là bạn không học hỏi ở tôi. Dĩ nhiên tôi giỏi thấp hơn bạn, dĩ nhiên tôi sẽ có rất nhiều điều học ở bạn, nhưng bạn cũng sẽ có những điều học hỏi ở tôi. Thí dụ chị đang là người đang dở về vấn đề trình bày, thì Lan Anh sẽ thâu trình bày, Lan Anh sẽ nói chị Lan ngồi xuống đi, Lan Anh muốn có một vài điều muốn phản hồi với chị như vậy đây, thì trong lúc Lan Anh làm những điều đó với chị, Lan Anh lên đô rất là nhiều. Bởi vì để làm được điều đó, Lan Anh phải để ý tới chị rất là nhiều, phải suy xét, và Lan Anh phải thật giỏi và động não. Theo kinh nghiệm của chị thì hiện nay ở trên thế giới thì chúng ta có một cái tỷ lệ như thế nào về cái số lượng những nhân viên xuất sắc, những nhân viên hạng A so với những người có biểu hiện kém hơn hoặc là ở mức độ trung bình hay không? Cái con số nào sẽ là phù hợp cho sự phát triển của doanh nghiệp? Hiện giờ thì chị chưa thấy có một con số nào tuyệt đối cho cái chuyện đó. Bởi vì cái việc mà mình sống và mình trải nghiệm và mình làm kinh tế nó rất là muôn màu. Có hai cái yếu tố là cái độ quan trọng của cái dự án đó, và thứ nhì là thời gian bạn có nhiều hay không. Nếu cái dự án đó quá lớn, không thể rủi ro nhiều và phải thành công, và thời gian cần phải lao như một mũi tên, thì bạn nên đi tìm những cái người giỏi nhất. Nhưng mà khi mà một cái dự án đó có thể bị một vài cái lỗi ở đây ở đó, và có thời gian để phát triển con người, thì chúng ta không cần phải bỏ tiền nhiều để mà chiêu dụ tất cả những cái người mà giỏi nhất, mà nên có những cái level khác nhau và họ sẽ biết giúp đỡ và phát triển và cùng nhau để mà tiến lên. Và để đúc kết cái nội dung mà chúng ta đang trao đổi thì chị hãy chia sẻ những kinh nghiệm của mình cho những nhà quản trị. Họ phải làm như thế nào khi mà có sự chênh lệch trong đội nhóm và có sự tự sa thải giữa những người nhân viên xuất sắc và những người kém hiệu quả hơn? Ví dụ như là em là người có kỹ năng cao và tôi là người có kỹ năng thấp, thì người sếp sẽ giao nhiệm vụ: chị Lan cần những sự hướng dẫn như thế này, và bạn phải giao quyền lực, Lan Anh có cái gì đối với chị và cái trách nhiệm của em đối với chị. Thì khi mà cái đó nó rõ ràng thì Lan Anh sẽ cảm thấy rất là thoải mái khi mà Lan Anh làm việc với chị, tại vì Lan Anh đã biết rồi kỹ năng chị Lan không có nhiều, thì cái quyền hạn của Lan Anh có đối với chị là gì, Lan Anh có thể phê bình chị nè, cho chị phản hồi nè, có thể chấm những cái KPI của chị chẳng hạn, những cái thành tích của chị v.v. Đó là cái quyền em có đối với chị. Dạ. Và em cần đó, cái đó để em có cái động cơ. Rồi cái trách nhiệm là nói ok, nếu mà chị Lan dở là em chung xuồng, là em dở theo luôn, thì em sợ. Dạ. Tôi vừa là người là quản lý, tôi vừa là cô giáo, tôi chịu trách nhiệm bạn này. Cho nên cái tinh thần, cái thái độ và cái cách suy nghĩ sẽ hoàn toàn khác, chứ không phải là một sự cạnh tranh tại sao làm ngang như vậy mà không làm được như tôi. Châu ơi, dạo này công việc của em như thế nào, với lại mối quan hệ của em với các bạn trong nhóm như thế nào Châu? Dạ, hiện tại bây giờ em với các bạn trong nhóm làm việc với nhau rất là tốt chị ạ. Vậy mà chị nghe một số bạn nói em là không có tôn trọng ý kiến của các bạn, với lại trong quá trình mình triển khai công việc á, thì em luôn áp đặt cái ý kiến chủ quan của em, thái độ của em nó chưa được tốt, bởi vì em hay chê bai sản phẩm của các bạn. Chị có thể cho em biết là bạn nào trong nhóm đã có ý kiến như vậy với em được không ạ? Thì thật ra hôm nay chị em mình nói chuyện riêng như thế này á, thì chị cũng không có muốn nhắc đến những ai đã nói để có thể là gây bất đồng trong nhóm của mình. Chị cũng đã dành thời gian để quan sát em, thì chị thấy những điều các bạn nói là đúng. Nhất định là mình với nhài tức chuyện mình vừa mới được nhận phần thưởng kỳ vừa rồi, nên mới nói xấu mình với sếp lên mà.
Thì thật ra Châu ơi, em là một nhân viên rất là xuất sắc. Tuy nhiên các bạn nói nếu em cứ tiếp tục làm việc như thế này thì các bạn không thể làm việc với em nữa. Và chị hy vọng là trong thời gian tới em có thể điều chỉnh sớm để mình với các bạn có thể làm việc và đem lại kết quả tốt hơn nha. Dạ vâng ạ. Thưa chị, đoạn tiểu phẩm vừa rồi lại vừa đặt ra một tình huống trái ngược hoàn toàn. Đó là một đội nhóm, họ lại muốn loại bỏ một nhân viên xuất sắc chỉ vì người này có một thái độ làm việc ngôi sao. Nếu như chị là nhà quản trị trong đoạn tiểu phẩm vừa rồi thì chị sẽ làm gì? Chị muốn ví dụ Lan Anh là ngôi sao đó. Thì ở đây cái vai trò của tôi sẽ là khơi gợi, thách thức và dẫn dụ. Khi mà nói tại sao sẹo này thấy mọi người không đi ăn trưa với Lan Anh hồi xưa, lúc mới vô hay đi chung lắm. Rồi dạo này tại sao cứ đi về một mình, chuyện gì xảy ra vậy Lan Anh? Thì bắt đầu Lan Anh sẽ chia sẻ. Thì khi mà bạn đó nói ra, em bắt đầu em đi theo, em hướng dẫn người đó để mà like, để mà gì, gọi là dẫn dắt họ lại đi cùng một cái hướng với đội nhóm của mình. Chị rất là hãnh diện, bạn đã đem đến rất là nhiều thành tích cho công ty. Và bây giờ rất là tuyệt vời, nếu Lan Anh thay vì chị ở một mình chị muốn Lan Anh tỏa sáng hơn bằng cách là giúp đỡ và có một cái trách nhiệm gì đó đối với bạn ABCD, và cũng rất là cụ thể. Các em đó đang thật sự là ngoi ngóp, rất cần bạn chỉ dẫn và chị cho em những cái quyền hạn như thế này. Thì đúng là, oh yeah, chị lại tin tưởng mình, lại cho mình một cái gì đó, cái cảm giác về được hãnh diện để xây dựng và dẫn dắt để mà ảnh hưởng một cái cá nhân nào đó khác, nó rất là lớn, nó cả lớn hơn cả tiền bạc. Và theo chị thì trên thực tế, những người nhân viên xuất sắc tại một tập thể thì họ sẽ thường bị đào thải bởi những cái nguyên nhân nào khác nữa không ạ? Trong đội nhóm của mình có một người sao đó, thì dù người đó dễ thương mấy, rất là chan hòa, vẫn có người không thích. Tại vì là vô tình cái người đó đã đưa ra một cái chuẩn mực mà những người khác sẽ nhìn vô cái chuẩn mực để đo những người chung quanh. Và vô tình là tôi phải khổ sở để mà tôi phải đo với một cái chuẩn mực cao, cho nên là đa phần tôi không phải nói là ai cũng vậy, sẽ cảm thấy khó chịu và có những cái cảm xúc là không có thoải mái, hoặc là có thể nói thêm một lần nữa là ghen tị. Vâng, và một câu hỏi cuối cùng mà là anh muốn đặt cho chị Lan, đó là chị hãy chia sẻ những giải pháp của nhà quản trị trong tình huống này, làm sao để mà một nhân viên hạng A sẽ không bị loại khỏi tập thể bởi chính những người còn lại trong đội nhóm của mình. Mình tỏa sáng thì mình cứ việc tỏa sáng, nhưng mà nếu người ta sẽ rất là thương mình, gắn kết và tin mình khi mà mình dùng ánh sáng đó, sức mạnh đó chia sẻ, giúp người khác cùng đi lên với mình. Cái nhà lãnh đạo phải cho họ hiểu rằng là bầu trời này là vô tận, cho nên rằng là không phải là tới đó là hết rồi. Khi mà chúng ta là một cá nhân đạt thành tích ngôi sao, thì bây giờ chúng ta sẽ chuyển sang là chúng ta phải học hỏi làm sao để chúng ta trở thành một người quản trị ngôi sao. Hai cái lĩnh vực đó nó hoàn toàn khác nhau, và chúng ta sẽ phải học hỏi rất là nhiều kỹ năng để mà mình là ngôi sao một mình đã khó, bây giờ làm sao mà mình lãnh đạo cho cả team, cả nhóm của mình trở thành một ngôi sao cùng với mình, thì cái ngôi sao nó rất là to và nó rất là tỏa sáng. Xin cảm ơn chị Lan về những chia sẻ rất thú vị trong chương trình ngày hôm nay. Cảm ơn em rất là nhiều và xin cảm ơn quý vị khán giả đã theo dõi chương trình. Dạ, và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chuyên mục Sổ tay quản trị tiếp theo. Thưa quý vị, thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình hôm nay. Mọi ý kiến đóng góp, quý vị hãy gửi thư về cho chúng tôi theo địa chỉ nhịp cầu doanh nhân@gmail.com. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.